Chào mừng bạn đến với video phỏng vấn của mình. Và mục đích của video lần này là lấy tài liệu học tập cho môn MKT 201, chứ không phải dùng để mục đích cá nhân hay là mục đích thương mại gì đâu, nên bạn cứ yên tâm nha. Và mình tên là Nguyễn Thục Thiện, chuyên ngành Marketing. Câu hỏi đầu tiên mình muốn dành cho bạn đó là chuyên ngành của bạn mà bạn đang theo học là gì hả? Mình đang học ngành kinh doanh quốc tế. Ngành kinh doanh quốc tế. Vậy mong muốn, bạn có mong muốn gì từ ngành học của mình hay không? Mong muốn từ cái ngành học của mình. Mình muốn khi mà được đi thực tập á, thì trường sẽ gửi cho mình những cái danh sách mà mình yêu thích. Có thể. Vậy ngoài những kiến thức chuyên môn ra thì theo bạn trường cần trang bị những gì cho sinh viên? Mình nghĩ là được đi tham quan ở các cái doanh nghiệp khác. Được đi thực tập, được đi tham quan ở những tham quan trước khi công ty. Vậy thì theo bạn công việc làm sao để có công việc ngay sau khi ra trường? Mình nghĩ là mình sẽ phải học thêm cái kiến thức chuyên môn ở ngoài nữa. Những cái mình học thêm những cái kiến thức chuyên môn ngoài và cái chuyên ngành hẹp ấy, chuyên ngành hẹp. Và câu hỏi tiếp theo mình muốn dành cho bạn là sau 5 năm tốt nghiệp thì bạn muốn trở thành một con người như thế nào? Bạn muốn trở thành một người là trở thành ai? Đầu tiên là mình muốn làm được công việc mình yêu thích. Làm được công việc yêu thích. Và vui vẻ với công việc đó. Và câu hỏi tiếp theo mình muốn dành cho bạn là hoạt động sinh viên trong chuyên ngành mà bạn yêu thích là gì hả? Trong chuyên ngành của bạn thì bạn có những cái hoạt động gì mà bạn gây ấn tượng cho bạn không? Mình nghĩ là các buổi workshop. Workshop, mình cũng vậy. Bạn có muốn tham gia vào hoạt động nào khác hay không? Ngoài ra thì mình muốn, mặc dù kinh doanh quốc tế, mình vẫn muốn chạy thêm sự kiện. Chạy thêm sự kiện giống như là trong Cup Sài Gòn. Bạn có biết về cái câu lạc bộ BEC không? BEC có. Vậy bạn có muốn tham gia vào câu lạc bộ BEC không? Hiện tại mình đang chuyên ngành 5 nên là mình định là sẽ không tham gia nữa. Mình cảm ơn bạn đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn của mình.